Cái bước cầu thang bây giờ cái thế kỷ 21 á, cái cầu thang là sức khỏe của con người mà không ai để ý hết. Cái bước lên cầu thang á, cầu thang trong phong thủy chị biết là cái gì không? Bậc thang trong nhà chị từ dưới lên trên một lầu phải số lẻ mới được. Chị lấy số 4 thì nhân cho cái số bước chân của chị nó ra số lẻ thì ok, thì nhà đó sức khỏe tốt. Nguyên tắc thứ nhất nha, cái đó là về phong thủy á, tại lẻ là số dương. Cái gì sanh ra ban đầu là số 0 đó tới số 1 là dương, 3, 5, 7 là số dương. Thì dương là luôn tạo sinh khí. Cái kỳ vậy đó. Cái số 1, cái gì chưa có, ví dụ giờ tôi chưa có điện thoại, có một cái điện thoại là tôi một cái hạt sung sướng, à cái chữ sinh, dương. Giờ chị chưa có xe, dương. Chưa có nhà, có cái nhà, dương. Đúng rồi, cái gì có một là sướng. Một lời cái số 1 là số sướng, cái gì chưa có thành có là sướng rồi. Cái số, bởi vì cái số 1 là số dương. Dương là lấy vợ số 2 khổ. À, không được. Chết. Lấy hai vợ nó khổ. Không thay khổ. Số 1 là dương, 2 là âm hả? Ba ba được có thể. Ba thì được. Mà ba lúc đó thì hai bà kia bắt chết rồi mới mới ra bà ba chứ làm sao ba bà sống chung được. Đời nó vậy đó. Thì hai bà đánh lộn thì tử thì ông nào lấy thằng bà thứ ba. Dạ đúng. Thì lúc lần thứ ba ổng mới yên. Ví dụ vậy, cái số 1 là dương, cái gì chị chưa có là sướng. Số lẻ là dương, tôi chẳng là ông. Chắc dương nhiên rồi. Bây giờ nhà chị không có gì, không có cái nồi, mua cái nồi mừng không? Có cái nồi, cái hai cái nồi này là thấy nó không cần thiết nữa. Bây giờ chị có cái nồi cơm điện, chị thích cái nồi thứ hai không? Không. Một nồi thôi, nhà gì hai ba cái nồi cơm. Cái bếp vậy, một cái bếp ga thì giờ thêm cái bếp ga này chị mua không? Không. Rồi chiếc xe, chị Honda chị mua thêm chiếc thì thấy nó thừa. Có một chiếc ở không, không có xài cái chiếc này xài hoài. Chứ để mua thừa. Không bao giờ người ta thích số 2 tại nó dư. Thành số 1 dương, thành ra cái bậc cầu thang trong nhà chị phải số lẻ. Thành ra khi đi lên cầu thang trong đầu chị bị coi có sinh khí không, chị phải đếm bước, chị lên hết lầu phải con số lẻ chị mừng cái hả, cái là cái thần cái nguyên tắc hả, cái thần cái đó chưa nói gì sức khỏe. Bước thứ hai lên cầu thang á là chị phải coi thời gian, ví dụ vừa lên cầu thang lấy cái đồng hồ trên điện thoại là 3 giờ chẳng hạn, chị lên thấy hết lầu của nhà chị vô là 3 giờ 5 phút đó, chị lấy cái đó làm chuẩn đi, ngày đầu tiên chị phải lấy cái đó. Dần dần chị coi cái số này càng xuống chị càng khỏe. Càng xuống nó thắng tay. Cái số ví dụ như lên 5 phút, lên là một bây giờ nó xuống có 4 phút thì khỏe hơn. Thành ra nó số ít là khỏe, số nhiều là lại là Rồi đi mệt. lại nhanh hơn đó. Nó ngược lại nha, số ít là nhiều là khỏe. Số ít là nó lớn. Cái gì lớn nó ít. Số ít là lớn. Là lớn tức là chị khỏe. Rồi Một đi số nhiều tức là chị yếu. đi À nó có trong cái thuyết âm dương vậy. Số lẻ là khỏe, mà cái thời gian á, mà nó lùi lại là chị khỏe, tức là cái gì ít đó là khỏe, chị có ít là khỏe. Ví dụ á, chị đi chậm chậm là chị khỏe, chị đi nhanh là chị yếu lắm. không, nhưng mà thầy cái đi nếu mà đi chậm chậm thì số nó phải hơn nhé, để Đâu chị cái thời gian nó nhanh phấn hơn. đấu chị đi phải lên cầu thang, tại vì nguyên tắc lên lầu phải nhanh chứ, cái địa bàn tàng thì sao lên tới nhà được. Chị phải có khuynh hướng đi nhanh lên dần, mỗi ngày phải nhanh lên. À để nó nhanh hơn. Từ chị thấy cái thời gian nó xuống, chị mà cứ để thời gian gọi là chị già đó. Chị đừng bao giờ để cái số dân như cũ, hay cứ tìm cách nó lùi xuống. Phải đi nhanh hơn. Tức là hôm nay chị lên lầu nào, 5 phút đi. Chị nhớ nguyên tắc là luôn thở đều nha. Mà không được dịnh cầu thang. Dịnh là không có được, là già rồi đó. Không dịnh nữa chợt dịnh không, cái cầu thang lớn như cái nhà này thì cầu thang cầu tút này chị đi ở giữa đi thằng tàn thằng thằng Vì dở nó thì đi ra sát đó. vô, thì cái nguyên tắc thứ nhất là mới đầu chị đi sát cầu thang dần dần ra giữa vậy đó, để mình tập sức khỏe chứ mình phải có cái hướng mình tập chứ. Thì mới đầu chị dịnh cầu thang vì sao, chị đi ra giữa chị cứ đi từ 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 đi chậm mà luôn giữ thở đều, bất cứ lầu nào đi một bước thang là lúc kiểm thở đều không, cứ kiểm tức là thở đều là nguyên tắc. Thứ hai dần dần đi ra giữa, thứ ba là phải giảm thời gian, cứ vậy thôi. Chị đi bắt đầu chị thấy cái thời gian mà maximum của chị được bằng thằng thanh niên là khỏe mạnh rồi, thằng đó nó lên một phút nó lên tầm một, chị một phút nó lên bằng nó là chị thích dữ rồi, mà tao 60 nha, không cần biết chị cứ đi từ từ chị sẽ khỏe lên liền, tại vì cái bước cầu thang đó có hay nè. Khi chị bước lên cầu thang á là phải một chân chịu một thân mới nâng cái người lên, dẫm cái chân này rồi lôi cái thân người lên, tức là bước một chân, thế nó một cái kỹ thuật. Khi lên cầu thang nó có một cái là nó tập xài một chân để nâng cái người lên, là cái gì bước nó đè cái bậc thang chỉ nâng người lên là một kỹ thuật, là tập một chân.
khi chị bước xuống cái ngón chân xuống trước là tập ngón chân, chị bước cầu thang cái ngón chân xuống trước chứ không thể có cái gót xuống trước được, thì mới tập được ngón chân cái lên cầu thang. Lúc bước lên, bước lên thì để cái gót lên trước là luyện được cái gót, cái gót thì dậm cái là nó khai thông một kinh lạc, cái ngón chân đè xuống nó mở năm kinh, ngón chân mà đè khi bước xuống cầu thang nó mở năm kinh, mở năm kinh lạc, mà để cái gót lên nó mở cái kinh của cuộc sống, nó làm nếu mà bị cuộc sống nó sẽ đau, mà nó không đập nó mạnh sẽ mạnh cuộc sống, cái gót mà đè xuống là mạnh cuộc sống, năm ngón chân mà đè xuống là năm ngón chân chỉ bước xuống cầu thang đó thì nó mạnh thận, mạnh bao tử mà mạnh gan, ba cái đó nhờ cái đó mà tập á, thì năm ngón chân á là thận gan ạ, lận gan và bao tử, thành ra chị đi bằng năm bước xuống cầu thang nhiều ăn ngon à. Nhưng mà không biết, nhưng mà không thích bước xuống đó, bởi vậy là ăn không ngon yếu. Nếu mà chị bước xuống cầu thang được á, chị sẽ lấy xuống, bước xuống là năm con nó đè xuống nhà trước này, chứ ai để cái gót xuống được, té chết, nó phải để nó xuống, nó nhúng xuống vậy. Đúng chứ, mà cháu như mình bẻ ngón tay bẻ một hai, một ngày chị bẻ ngón chân mà lên 25 lần thì cũng khỏe rồi được. Cái ngón tay mình chị bẻ cái coi, cũng khỏe rồi đó. Chị ngồi bẻ ngón tay cũng khỏe. Bây giờ bước cầu thang nó bẻ ngón chân sao mày không bước? Và thứ hai là chị đừng mang đôi giày cứng à, để nó mềm nó bẻ ngón chân lấy giày giày da là thua. Giày da nó cứng ngang vậy là chết. Thành ra lên cầu thang của xuống, từ đây trở đi chị đừng bao giờ mang mang giày của Tây Phương nữa, mang giày mềm của Việt Nam á, mang dép của Nhật chẳng hạn, hay mang cái thứ gì mà nó mềm giống giày bata thôi, để bước nó bẻ được cái ngón chân thì phải thay cái đôi giày, phải thay. Thì cái chân khi bước xuống chị thấy năm ngón chân nó đè xuống là nó mở được năm đường kinh, mà đước lên cái gót nó dậm xuống vậy cái là nó khỏe cuộc sống. Đó là tập rồi cũng hiệu quả. Rồi bước cầu thang lên là một chân nó chịu một một thân, tức là cái nó trụ một chân, mà trụ một chân đó chứ là chị giữ thăng bằng được. Chị bước một chân lên mà chị làm lại hoàn là luôn con người ít té lắm, giữ thăng bằng quen rồi nó ít té, là lấy là bốn kỹ thuật rồi đó. Chị bước lên là phải nâng cái chân lên, phải cái đùi đi, cái đùi nó dơ cái chân lên là tập được cái đùi nữa. Thành ra đi cầu thang là 5 trong 1, luyện khí 5 trong 1 không ai biết. Xuống là luyện ngón, bước lên luyện bốn cái cơ bắp, luyện bắp đùi, bắp chuối, gót, ngón chân. Có cái bước nào luyện cái đó đâu mà đi ngang đâu có luyện được, đi ngang ở ngoài đường nó không luyện được. Thành ra trong khí công Trung Quốc á, tất cả nhà khí công gì thấy nó bắt bước cầu thang không à, tất cả coi sách vở phim truyện trưởng Trung Quốc có phải thằng đó gánh đồ phải lên cầu thang không, rồi chạy sách gì cũng lên xuống đi cầu thang hết, rồi bương nhà chùa của nó luôn luôn có bậc thang, từ đó bước lên thiệt sao xa để người ta tập. Chùa nó hay ở trên núi, ở trên núi không à, bắt nó bước lên xuống. Thật ra là cái ý nó nói bây giờ mày muốn gặp trời phải chịu khó, mày đi 1500 bước mà gặp được Đức Phật ngồi trên đó. Nhưng mà thật ra nó tập này là luyện khí khỏe ra thôi. Nó lấy một cái tâm linh nó làm cho thằng này hiểu vấn đề, muốn gặp một cái gì khó khăn phải có bước mấy ngàn bước mới gặp được. Nhưng mà thật ra luyện rèn luyện thằng này cái ý chí thôi. Thật ra khi mình già mình tập này có ý chí luôn. Vòng thứ hai mình đi có thể mình phải vui, mình có hát hò trong ra á, ô khỏe mẹ, mạnh khỏe ngồi ngồi hát cái giường đất hát để lên từ dưới lên trên hát ê a cho tao. Tại vì mấy cái cầu thang bây giờ đa số những dân mà ở cao ốc á không thằng nào đi, tôi ở đây tôi biết mà, có mình tôi đi cầu thang, đến nỗi cái chung cư này nó còn biết có mình, có ông, cái ông nội, cái ông phòng C5 cũng đi cầu thang. Thành ra cái gì cũng phải giúp cho tôi. Anh chị thấy cầu thang các nơi khác á, là cái cửa đi ra nó không có cái cây kéo, còn tôi có, tại vì vô cái cửa thường là nó chỉ đẩy chiều ra đi ngược cũng được. Tôi nói tao đi cầu thang phát hiện dữ liệu không có kéo ra được, nó phải làm cái tay cầm nó. Thành ra buổi sáng á mình tôi tập thể dục từ dưới lên trên 3 lần tôi khỏe rồi. Thì đi 3 lần rồi, 3 lần từ đây lên tới lầu lần là 15, là 45 lầu mà có 15 phút à, 15 phút xuống mồ hôi vậy hả, rồi xong rồi khỏi tập. Nếu bữa nào làm biến tôi đi cầu thang rồi tập xong rồi tập không được 10 mấy kinh lạc xong rồi ra mồ hôi khỏe rồi tôi tắm nghỉ. Thì ở nhà nếu chị bữa nào chị được biến, chị cứ lên cầu thang 15 lần rồi xong khỏi tập vậy á, nửa khỏe rồi lên thở này không, cứ đi từ từ tao nói tôi đâu có cho chị không cho chị thở dồn dập, mà cứ đi tà giống như ông già đó, leo lụm cụm lên giống con rùa nó bò lên, con rùa bò xuống. Tao là con rùa kệ mẹ tao, nhưng mỗi ngày con rùa nó nhanh mà con thỏ là chết mẹ vậy tao. Thì chị nó thường xuyên được. Thường xuyên thì sáng thức dậy thì làm gì, đi mắt lờ mắt ngon giống giật cái ra đi lên cầu thang lên xuống chút tỉnh táo rồi qua rồi lên cầu thang. Nếu chị không có thời gian tập khí công, tại bây giờ sự lười biếng là số 1.
Chị ban đầu chị tập đi cầu thang cho nó thành hết rồi biến thành cái nếp đi cái đã. Sau đó tập khí công chị sẽ giữ nếp luôn. Tại vì cái đó là dễ tập nhất trong các bài khí công. Là mà bài khí công quan trọng là cái chân. Bây giờ tao nói cái thằng đó, cái nhà nào có tiền là cái chân đi, tức là chỉ có xe hơi, chỉ có Honda. Cái chân đi nó kéo. Đó, sự sinh tồn con người là cái chân đi, tức là cái chân mày đi được là mày khỏe. À, cái yếu tố của người ấy. Cái tướng đi mà lọn chặn là thằng nó xỉn. Thằng đi vạm vỡ là thằng dữ, nó bước vô cái quán nhậu mà thấy đi rầm thì thằng nó dữ lắm. Chả nó khỏe. Còn thằng đi vô. Rồi cái tướng là nó biết là thằng này yếu. Thành ra bây giờ một chỉ cái đi cái cầu thang. Cái chân mình khỏe là cái tướng mình ngon lại đi. Bởi vì cái thằng mấy ông già đi chống gậy là cái chân yếu chứ không phải là cái tay. Cái chân yếu. Nếu có nào dở chân lên cầu thang, dở lên không lên. Còn mình đi vậy quen, chân mình dở rất là nhẹ. Người dở nhẹ thì mình không phải nghiêng cái thân. Mấy ông nhiều người phải chống cây rồi mới nâng cái chân lên thì nó gà rù rồi. Ông già bây giờ rồi lên cầu thang, dịnh cầu thang. Còn mình già 70-80 lên cầu thang đi giữa không. Ông thằng cha này ghê à. Chạy thân co mặt con trời ông già. Cái hồi trước tôi chạy ông ba, con thang nó dí theo. Đúng mà, ủa sao chào bác à, bác nghĩ gì mà chạy dữ vậy? Nó bệnh tim mắt chạy bớt lại, nó không có phạm rồi. Tại nó tưởng cái thằng đó là thanh niên chạy nhanh quá được thấy không? Ô già rồi cái thằng mình chạy nhanh, tôi chạy nhanh quá. Để khi chị khỏe chị cái nhanh hơn bình thường. Ví dụ là chị khỏe hôm nay chị yếu chị chạy 20 thôi phải không? Chị mạnh chị chạy 30 nhưng bình thường nó lên chút sao không cần nhanh như người thường, không cần 80-90 như cái tuổi cỡ mình á. Là già già thôi, đi từ 50 thôi, 40 thôi. Ông này chứ 70 mà. Nó tưởng thanh niên. Nó dí sao nó phạt. Cái hỏi sao mình nói bị đau tim quá chạy nhanh. Mình nói khéo để nó khỏi phạt mình thôi. Tức là mình bắt đầu mình thấy à mình khỏe mình cũng chạy vậy. Tại vì khỏe chị mới dám chạy nhanh hơn chút. Chị yếu chị dám nhanh không? Chị thấy nó sợ. Cái mức sợ mình mới giảm xuống tức mình khỏe. Chứ tuổi 70 là chạy 30 km/h. Thì tuổi 70 là chạy 70, 60, 70 không à. Cứ giữ như nó. Tôi coi cái con bát đó, tôi chạy mà mức độ mà tôi có thể hạn chế được nó khoảng 70. Mức mà 80 tôi mới sợ. Chạy 80 trong thành phố nè, chứ không phải là 7, mà là tôi lắc vậy đó. Mà 40 tôi nói chậm. Tôi đi ông đào giờ tuổi tôi 70 mà tôi thấy 40 là chậm đó. Tôi nếu mà đi ở thành phố Hồ Chí Minh này tôi đi thường là 70-80 thôi. Ở lúc khi tôi gấp công chuyện tôi đi 70-80 con. Rồi tai nạn chứ thế. Mà tôi thấy không bị gì. Cái chị mà rách giỏi nó lanh tay là hết rồi. Mắt nhưng cái đó không phải là mình ỷ lại thì tại cái sức mình không có. Nhiều lúc tôi ngó xuống mới tí giật mình đủ sao chạy 70 tôi mới giảm xuống thôi, chứ không tôi canh nâng lên tôi cứ chạy bình thường. Tôi muốn nhanh hay chậm lúc nào nhanh ngó trời 80 rồi thôi bớt xuống. Tôi còn phải sợ, tức là khi mà chị nhanh là chị khỏe chị mới chạy nhanh được. Tức là mình nhìn ra mình kiểm tra sức khỏe, tức là bây giờ thử đi thôi. Chị ông đa chị coi chị đi bao nhiêu. Chị mà dưới 40 là yếu rồi. Em đâu còn đi được đâu. Em sợ em ra đó, đi. Đó là một. Còn đi xe hơi, chị ngó cái xe hơi, chị mà chạy 40 là chị yếu rồi đó. Bình quân nó chạy phải 50. Nếu cho hai đường trường là 40 chừng nào nó là lạc nhẹ. Tới 8 tiếng mới là lạc hả? Mình kêu đó là chết. Thì thua ông ta rồi. Cái xe, tức là cái tinh thần chị nó, cái sức khỏe chị xuống là chị chạy chậm chị mới an toàn. Hoặc là sức khỏe xuống, chị phải chạy 50 trở lên. Có cái tốc độ để, tức là cái thần kinh chị rất là nhạy bén. Cái đó là cái thần. Thành ra khi mà đi nhanh đó là cái thần. Bây giờ cái đó là đi bộ cầu thang. Còn đi xe Honda và đi xe hơi, chị biết coi cái tốc độ trên xe của chị. Nó dưới 40 là chị yếu rồi. Khi đường trường trống rỗng á, chứ đừng có nói là đầy xe nha. Chị không dám tăng tốc thì thôi chết rồi. Già rồi. Chị phải ít nhất 50. Bây giờ có 30. Tài xế đi nhanh thôi, chậm lại tài xế nó chậm chết mẹ. Mà nó làm tài xế chị nó phải nghe thôi. Chứ thật ra nó nói mày chắc là phải xí quách. Là cái đó không, mình không phải là mình nói ra để mình kiểm sức khỏe mình đó. Là một. Rồi thứ hai thì đi siêu thị. Đi mấy tiếng biết liền à. Đi chút về thua đó. Cái bà tôi mà chỉ bà khí công đã học 1 năm rồi. Đi 3 tiếng bà không biết luôn. 75 tuổi đi siêu thị hồ quên giờ chứ. Chị Hoài đâu có mệt. Đâu có mệt. Bà lên xuống rồi. Con cháu đi kiếm tưởng bà bị xe lộn. Vô thấy bác đi ngon ngon ở sao. Bác kêu bà là trời ơi 3 tiếng hả, thôi lôi bà về. Tức là bà khỏe. Là một. Thứ hai là chị ở trong phòng nhiều hay chị ra ngoài nhiều là biết. Thằng ngoài nó khỏe đi ra ngoài hoài à. Nó ngồi trong phòng chịu được. Chút xíu ra này ra kia ra siêu thị mua đồ đi ra. Tại ở trong phòng nó trong cái khí công rất là bật. Ghê nhất là
Tỉnh là 7. Ở không thì sanh chuyển nhiều nhất. Dạ thôi. Chị ở không trong phòng á, chị phải có gì làm chứ. Không có gì làm là chắc. Là nó nghĩ tới tiêu cực không à. Ăn uống chơi bời không à. Nó nghĩ vậy nó xuống cơ thể mình á. Bây giờ làm sao ấy? Cái giờ tỉnh tức là, tại vì khi đó, khi công đó là khi chị muốn múa may là cái lòng nó tỉnh lại liền. À, cái tỉnh là động chứ không phải là ở trong phòng là tỉnh nha. Chị có cái chuyện gì làm thì nó mới tỉnh. Cái tỉnh trong khí công là phải có chuyện làm mới tỉnh chứ không phải tỉnh là ở không nha. Đó, nói rõ vì trong phòng chị ngồi ha, chị đọc sách, chị ngồi chị ghi gì được. Chị mở lại laptop chị coi rồi được. Không có chuyện gì là hết. Làm coi chừng. Tại vì không có sức khỏe chị phải ở trong phòng. Bởi vậy không ra ngoài thì lòi ra nữa. Bây giờ trong ngày mà ở trong phòng mình không có chuyện làm là bao nhiêu thời gian? Nếu nó trên 2 tiếng có bệnh, là bắt đầu bệnh rồi. Là bệnh tinh thần rồi đó. Tức là lo âu là cơ thể mình yếu. Nếu mà chị ở không khoảng 2 tiếng một ngày là yếu rồi đó. Tại nó không có chuyện làm. Hoặc là muốn nghỉ, không thể làm nhé. Ngồi muốn ăn uống giải trí nhưng mà ăn cũng không có ngon. Không có thấy ngon. Tại chị lao động mới ăn ngon. Thì cái kiểm soát, bây giờ cái bài về sức khỏe đầu tiên là đi cầu thang nè. Chị kiểm tra cái đi cầu thang một lầu chị đi mấy phút. Đó là mấy nếu hai bài với nhau so sánh vậy. Tao đi một lầu thường thường nó 21 bậc không à. Một lầu là 21 bậc hả thầy? Thường thường nhà chị đề đếm đi. Nhưng mà thằng cao mà dưới 20 là cái nhà nó là phong thủy dở đó. Thì xuống dưới mà. Cái nhà lắc là chị bước cầu thang này, cái nhà này 21 bậc rồi. Cái nhà này không, bởi không để ý là chị chết. Người ta làm ăn người ta kỹ từng cái con số một. Cái gì nữa, bây giờ chị trong nhà chị không có đếm hả? Chị mua đồ chị không có đếm, có mấy món chết mẹ. Cái cuộc đời mày sao mày mua mày không biết mày có gì. Mày phải đếm chứ. Nhiều người không bao giờ đếm bậc thang. Và khi đếm thì chị thấy có hưng phấn liền. Đó là đi cầu thang một lầu mấy phút. Mà cái phút này đừng có lên dần. Một là đứng, hai là xuống, đừng có lên nha, lên là sức khỏe xuống. Nguyên tắc kiểm sức khỏe tiếng ngọc duy nhất là hôn giao chị, bây giờ chị tập khí công. Bây giờ tháng 1 chị đi cho 5 phút đi. Tháng 2 sau 4 phút. Chị đi tới lúc nào mà maximum của chị là mấy phút thì giữ luôn. Ví dụ nó tới 3 là ngon, chị giữ 3 luôn cho tôi là nguyên tắc thứ nhất. Đi 3 phút hay là 30 giây chẳng hạn thì nó đi. Mà thường thường tôi đi một lầu. Một lầu chưa tới 1 phút nữa. Từ dưới đến nay tôi lên chưa tới 4, tức là tôi đi bằng cái bậc con mẹ đi thang máy mà vừa lên thấy tôi lúng cửa này mở lên nhìn bà nhìn lúc vậy cháy ra này cũng chết rồi bà vừa bước ở thang bà xuống từ dưới tầng lên xuống dưới gặp bà rồi không ăn chay mặt vàng cho tôi đi mới nhanh nhanh cũng xấu cái hàng xấu này nó sợ tôi với cái ông già bên này ông vừa ra thấy tôi ra tôi cũng ra ông vô thang máy ông vô thang máy vừa mở thang máy tôi vừa bước vô cái cửa bên này ông xuống thấy tôi ra lấy ông la rồi ông rồi tọt đi sau rồi đi lên con cái ổng chào bác đưa cho bác xong nó vô vào thang máy lên tôi vô đây nó mới mở cửa mới ở kia tôi vô tới cửa nó còn ở vào thang máy nó bước vô nó mà nó nhìn nó sợ sợ mẹ ngồi xấu chạy đâu lên dữ vậy nhưng mà thật ra nó chuyện bình thường mình không thấy mệt vợ thở bình thường nha đó là cái kiểm chứng rồi cái bước thứ hai là đi xe ông đa hay đi xe hơi có cái tốc độ của mình bình quân là bao nhiêu nếu mà nó dưới bình thường là bệnh rồi sức khỏe kém cái gì đâu. Bây giờ chị coi người cùng tuổi chị sao nó đi nhanh hơn mình. Đi bộ cũng vậy đó. Có nó nhanh hơn mình không? Mình cứ đẹp. Thôi tôi thua rồi. Thế là cái thằng khỏe là nó đi trước, nó lôi cái thằng già đi sau. Lôi như vậy là chị thua. Chị cùng tuổi mà đi với con chị đi ngang nó chị giỏi. Chị mình đi thua nó rồi. Cứ lo quay lại thấy mình sau lưng nó rồi. Thua rồi đó. Chị phải bằng nó mà không cố gắng. Là đi bộ. Đó là đi xe ha. Rồi cái phản xạ, thứ ba phản xạ mình. Mình đi xe mình thấy lòn lắc mà mình hú tim là chết mẹ rồi. Cái thằng tài xế nó quẹo qua rồi lại mình là chị chết mẹ, có chừng lên cái áo chết á. Vậy là thua. Cái chuyện bình thường của ta mà mình làm hồi hộp lên xuống sợ chết mẹ là thôi châu chết rồi. Là tim. Là lúc đó là tim yếu rồi đó. Hoặc sức khỏe xuống. Bây giờ cái tuổi mà hiện nay là tôi 70 rồi. Ba cái thứ này tôi ngang thằng niên luôn. Tại tôi tập dữ quá rồi. Bây giờ chị chỉ cần 50% của tôi thôi chị mừng rồi. 20% thôi đã. Mừng rồi. Mừng lắm. Mà bởi vậy thì tập căn bản là bài đầu tiên là bài đi cầu thang là sức khỏe nó lên tới 30% rồi. Đó nguyên tắc thứ nhất. Đi cầu thang. Nguyên tắc thứ hai là ăn uống này.
cái mấy cái này là những cái gọi là không cần tập khí công, phải chuẩn bị là cứ đi bộ cầu thang nha. Cái thứ hai ăn uống, ăn uống thì phải ăn cái menu của cha mẹ mình để lại, đừng có ăn cái gì mới hết. Tức là ăn thấy ngon miệng chứ không phải là đồ có tiền mắc là ngon nha, không phải là mua đông trùng hạ thảo là thấy ngon, không có đâu. Nhiều lúc là tôi đây nè, tôi mua cái xương sáo á hoặc lụa á, tôi ăn 50 ngàn luôn, một mình tôi ăn một ngày á, một bữa trưa tôi quất một ký á, xương sáo tôi ăn rồi thế bữa cơm rồi sao thì nó khỏe ngọt mới thôi, tôi pha đường tôi ăn để cho tôi ăn ngon. Hôm qua tôi mới mua thì tôi còn này, tôi mới đổ cho này cái này cái xương sáo gì nó còn. Em kể chi em ăn, anh thì ngon mua mấy lắm khỏe mà được ăn cái chi ngon gì hết cục rồi. Ok, này nó xương sáo đó thế hả? Xương sáo, xương sáo thạch á, ăn nguyên cục đó chứ hả? Xương sáo ăn nguyên cục đó với khoảng 2 bịch hoặc lụa đó, tôi quất một tô hai tô á, ngọt không thầy? Phá đường thoải mái, sợ mẹ tiểu đường quất đường vô. Rồi tôi ăn cơm á, hôm qua tôi ăn thử, tôi thử hôm nay tôi ăn cái bình phương, tôi kêu 2 phần cơm Dương Châu, tức là 85 ngàn, hai đĩa. Thế là ngồi đây tôi kêu online á, nó ra tiệm Mỹ gì đó, kêu một dĩa cơm Dương Châu với một dĩa cơm xào tôm 85 ngàn, cộng cho tiền xả 105. Tôi ăn hết một nào, tôi không hay ngồi coi ăn mẹ hết thằng cô luôn, hết mẹ không thể no bụng mà. Rồi ra quất thêm một chén xương sáo nữa là chị thấy bụng già mà ăn vậy. Ăn bụng như nó có biết. Ăn hai tô cơm xong, ra quất thêm một tô xương sáo này nữa. Ủa lắc hồi chị trao xong nè, tôi cho 3 tô dữ vậy. Ăn nhiều quá. Mà vẫn bình thường. Rồi là cái chuyện mà tôi ăn vô là nó đi cầu liền. Là tức là cái bao tử mình như vậy, phân như vậy, vô nó đẩy phân này nè, đẩy cái mớ cũ ra liền. Ăn cái gì vô là để cho bọp ra liền, cái bụng trắng liền, sạch phân ra liền. Tức là nếu mà tôi ăn nhiều một cái là nó đẩy phân lên nữa. Nhiều, nếu mà ăn vừa vừa thì mai là phải ra thì ăn. Thì là mai mới ra, đó là cái sức khỏe mình để ý vậy đó. Mà không thấy đau đớn, còn nằm xuống, giật mình sáng rồi. Mẹ nó vậy đó. Em năm ngủ, năm hoài hẳn ngủ. Đó, vậy là thua, sức khỏe không có. Tôi vừa làm về, tắt tivi xong ngủ, giật mình rồi. Nghe gà gái, ừ mày, 5:30 rồi. Giúp mình luôn á, còn muốn ngủ thêm nữa, trong người nó khỏe là muốn ngủ được. Thời trời lạnh thì ngủ thêm tiếng, trời nóng thì dậy sớm hơn tiếng, tôi nguyên tắc cuộc sống vậy đó. Đó là mình thấy lo là sức khỏe bình thường mà không thấy đau, cái đau ngầm ngầm trên người hết. Mà hễ trong người nó có cái đau bụng đau gì tôi xử lý ngay, nó tại sao đau bụng phải xử lý nha. Tôi coi là hôm qua ăn cái gì, tôi chắc đồ giỏm ăn hư. Còn nếu không cái đồ giỏm hư thì mình coi là có khi nó bị viêm cái gì trong sao mày thắc mắc chứ. Rồi mình có thể hôm qua mình ăn cần cái xương nó đi vô nó đâm lô bộ tử mày không, mình kiểm soát không có. Tức là lâu lâu á cái bộ tử mình cái ruột già lâu lâu nó tự thải một lần, chỉ chảy mấy ngày nó tự động à, hay lắm. Nó tự thải là đi chảy mấy ngày đó thì ăn rau. Mà nguyên tắc thứ hai là ăn rau khỏe hơn ăn thịt, ăn rau sức bền hơn ăn thịt. Trong ngành thể thao của chứng minh là mấy thằng mà vô địch thế giới hầu như nó ăn rau nhiều hơn ăn thịt. Còn cái thằng ăn thịt nhiều thì không có bền hăng lắm nhưng mà hồi đuối. Còn ăn rau nó bền lắm, tức là nếu ăn thịt là mình làm việc có 1 tiếng à, ăn rau làm 2 tiếng mới hết. Mình thấy mà nói vậy để ý nha. Tất cả những loài mà ăn rau ăn cỏ nó bền lắm. Thì nguyên tắc tại mình gốc của mình là con người mình là rau cỏ mà ra, ngũ cốc. Ăn ngũ cốc với rau. Mình ăn đó nhiều ăn thịt. Mặc dù có thịt mình thèm nhưng mà ăn tỷ lệ ngó cái dù cơm 10 thịt chút này. Mà cái món mà sức khỏe nhiều là ăn gốc thực vật. Tại sao mình nói chứng minh rồi. Cây á nó lấy khí trời khí đất nhiều nhất. Cọp đâu có lấy được. Thú vật đâu có lấy được. Mà thú vật nó cũng ăn cái đó luôn. Nên con gà cái gì cũng ăn rau. Ăn rau ấy. Năng vô nó ra thịt nó. Nó cũng ăn điều đó thì mình ăn ngay gốc nó luôn thì mình mạnh như nó. Do đó mình đừng ăn qua trung gian, nó là trung gian. Mấy con động vật là trung gian của thiên nhiên. Thực vật là khí nhiều nhất. Thứ hai là động vật. Thứ ba mấy người ăn thực ngay cây cỏ thì mạnh ngang với loài thú. Chứ đừng ăn qua con thú nó ăn rồi nó thành thịt đó rồi. Mình ăn cái đó mình khỏe hơn. Tại vì khí của cây cối nó lấy khí nhiều hơn con vật. Nó đâu có ăn uống gì, nó đứng dậy nó lấy khí để sống à.
còn con vật là phải giết lẫn nhau để sống. Thì cứ giết lẫn nhau nó có cái tánh gọi là ác trong đó. Mình ăn thịt nó mình thì có tánh nóng. Còn ăn rau có mẹ gì, nó lấy khí trời khí đất không? Thì ăn rau cái tánh cũng hiền hơn, mà tánh nóng là sanh ra đủ thứ bệnh. Là sanh ra gan. Thành ra gan nó mọc thuộc cây. Mà gan là cấp máu, là chứa kho chứa máu. Mà gan là thuộc mộc, tức là phải ăn cây cối mới có gan mới khỏe. Ăn thịt vô tánh nóng, ăn rau tánh hiền. Người ta phải ăn rau, thì do đó những người tu hành nó ăn rau. Mà ăn rau không phải là mình ép người mình ăn rau, mà từ từ mình ăn qua. Cái người bây giờ mình coi lại một ngày bây giờ mình đang ăn là 100g thịt. Rồi trong 3 bữa ăn, cái đó chỉ lệ là 10%, dần dần mình tiến tới 2% vậy. Mình giảm dần chứ đừng cái ngẫm ngang, giảm ngang nhiều người mà ăn thực dưỡng này bị đó, nó sức khỏe là không được. Sau rồi nó phá ra. Đó phá ra nhiều người không biết. Ăn tự nhiên ngưng hẳn cái mua đi bình thường nhào vô quốc một tháng sau là ngồi xíu huyết áp xuống đi không nổi, cất chân lên không nổi. Tôi đây có một thằng ở đây nó tập nó xỉu mẹ trong phòng tôi 2 tiếng mới ngồi dậy được nằm luôn. Tại không ăn thì giảm dữ quá. Ói ra toàn là gì là gạo lứt của mẹ. Một đống gần 1 kg đồ gạo lứt của mẹ nó ói trong miệng nó ra đó. Tôi còn cái hình chụp đó. Nó hỏi ăn thực dưỡng đâu, nó nói ăn bên chỗ ông thầy Minh đó. Nó ăn 1 tháng thôi nó bị vậy đó. Mà nó là doanh nhân. Nó bắt đầu nó coi cái thực dưỡng nó ăn. Nó khi nó ăn bình thường nó nhào vô cái bị thành bệnh. Bệnh xong nó tưởng là yếu, nó qua tôi học khí công. Khí công tôi chữa lại, tôi học khí công còn không có múa nổi. Giờ thầy sắp cái bệnh xuống. Tập trung 15 phút anh xỉu mẹ là cái bài tay thôi đó. 10 thức tay anh Google anh hiểu mẹ. Giờ lên cái tay xuống ọt ra liền. Lại đâu sức nữa. Rồi xong. Về sau ta biểu ăn bình thường lại để từ chuyển qua khỏe lại liền. Thấy không? Đó là cái ăn bạch. Ăn thực dưỡng nó đúng nhưng mà phải từ từ. Vô liền là chết liền. Đó là cái ăn uống. Còn cái này quan trọng nhất nè. Cái tinh thần chị là 50% sức khỏe thôi. Còn 25% sức khỏe là ăn uống, 25% là tập luyện thôi. Tức là trong ngày chị phải vui vẻ, thoải mái 50% cái thời gian buổi sáng nè. Tức là trong ngày có 16 tiếng, có 8 tiếng ngủ, 16 tiếng chị phải ít nhất là vui vẻ, thoải mái 8 tiếng đồng hồ. Còn nó lớn qua là chết mẹ. Khó nó mới chết á. Nếu mấy người mà ta vui vẻ ta đâu có bệnh. Bởi vậy còn mình là sao mà không vui được. Em vui hàng ngày luôn mà bệnh đấy. Là vui hàng ngày nhưng mà vẫn còn vui hàng ngày luôn. Nhưng mà cái vật chất gì thiếu là Phật nè, gần 50% rồi nè. Thiếu cái vận động. Hai cái này nè. Hai cái này em thiếu. Hai cái này thiếu nè. Thì là thiếu dưới này. Còn chị có khi là chị thiếu, chị có cái này nhưng mà giờ thiếu cái đen. Chị lo nhiều. Thành ra bây giờ mình nói chữ lo bao nhiêu? Cái lo là lo cái tinh thần á. Còn cái ăn uống với tập luyện, hai cái này là tập được một cái lo khó. Cái lo nó giống như ghiền vậy. Sao mình cái lo giống như bệnh. Lo thành cái ghiền luôn, thành cái tánh lo thành là cái ghiền lo, nó thành cái ghiền không khó bỏ. Thói quen á. Thói quen á. Thì bây giờ sao bỏ cái đó? Tôi hồi đó tôi cũng vì cái lo là tôi bệnh nè. Hồi tôi bị bệnh nặng cái năm đó tôi xuống 30kg lại thì tôi quá lo, tôi lo ba thứ. Lo vợ con nè, lo tiền bạc nè. Rồi lo về tình cảm nè. Ví dụ giờ tiền bạc tôi mất, ví dụ tôi làm ăn thất bại, mất hết tiền. Ví dụ hôm đó tôi làm ăn bị con ăn bắt hết đồ đi. Là một cái. Thứ hai là vợ mình nó bỏ mình, nó theo một khác chẳng hạn là mình. Thứ ba là tiền. Thứ ba là cái bạn bè mình không coi mình ra cái gì. Ba cái đó nó dồn tới là chị dễ chết lắm. Chết luôn tiền không có trong túi, không có xu nào. Vợ thì bỏ. Rồi sự nghiệp banh chành, hai bàn tay trắng đi ngoài đường. Nợ tới, rồi mấy cái đó chị sao chị sống. Thì mấy cái lo này làm sao mất. Nó phải giỡn, chuyện cuộc đời mà. Nó phải tự nhiên muốn, giờ đâu tao mượn chị 1 tỷ. Tao luyện khí công tao khỏi quên nợ. Mẹ nó khó cửa, nó ngồi trong lái, nó quận như này. Làm gì mà bớt được. Thì cái thần rất là khó. Mà cái thần á, thường thường là muốn giải quyết thần là không phải là chị giải quyết đâu. Cái đức, chỉ có đức mới giải quyết cái đó. Dù chị lo nhiều giờ làm đức nó hết đi. Đức tức là chị giúp người ta đi. Thì thường thường nó thường 3-5 năm nó mới hết. Chứ không có liền huy 10 năm sau mới hết. Cái đức này đức thật sự chứ không phải là đi bỏ tiền vô chùa cho nha. Chị tức là chị bớt ham muốn. Tức là hồi nhiều lúc mà kiếm được cái gì thôi mình bớt đi. Để nhường cho người ta đó. Cái đó rất là khó. Tại cái thầm lòng tham con người mình có 1 triệu muốn 2 triệu. Bây giờ muốn thêm 3 triệu không muốn coi dễ không. Chị biết không cái kỳ mà hôm cái kỳ đó là tôi làm ăn là tiền tôi bỏ vô cái gầm giường đầy luôn. Hồi đó không có ngân hàng.
tiền lẻ nó đầy đầy luôn, vì một kiếm ăn nó được nữa, tức là tiền lúc đó mình cũng muốn muốn vô, muốn vô khi mình kiếm 1 triệu muốn kiếm 2 triệu kiếm 3 triệu, mà nhưng mà tiến tới thì bắt đầu sức khỏe nó tới giới hạn là kiếm nữa thành bệnh, vẫn kiếm vẫn với ham kiếm đó, làm sao cắt cái đó thì bớt bệnh. Mà lúc đó tôi vẫn không chấp nhận cái lý đó, tôi nói tao khỏe thì sao bệnh gì. Nhưng khi nó bệnh nó đập một cái ha, 3 cái thất bại nó tới là chị thấy 2 người trắng rồi, khổ tự nhiên. Bây giờ thôi, bây giờ tôi mới bà già tôi mới ở Đà Lạt kéo tôi về, thôi chỗ này mày chết á, về tao nuôi, tiền thì không có, tất cả mày khó khăn mất thua hết rồi, tài sản mất hết rồi, mày về cho tao nuôi. Thì lúc mày mang bệnh nữa, trong người mày còn có 30 kg, bán đuôi 4 năm tôi phục hồi lại. 4 năm nói chị biết không, cắt điện thoại liên lạc vợ con, không cho con biết đi đâu, cắt liên lạc với bạn bè, tới công ty luôn, dẹp hết không biết gì hết. Tức là cái điện thoại thôi nó không phá mà giật ngã nó. Lúc đó mới đầu chị nó căng thẳng 1 năm đồng, cái lo này lo kia bắt đầu tiến tới, chị cha đó, mày chết thì sao, nếu chết thì cái đó là đồ bỏ, nhưng giờ mày chết thì ba cái đó nó đâu không quan trọng nữa. Tôi bây giờ mày phải làm sao kiếm tiền lại chứ, mình phải nghĩ vậy rồi mình cứ từ 2 năm sau nó mới bình ổn. Tức là mới đầu bị cắt những cái lo âu là mất 1 năm nó mới bình thường lại, chứ không phải là cắt cái ngày nay ngày mai nó lại nữa, 1 năm sau nó mới hết cái lo. Tiến tới là cái lo khi mình tập thành công rồi á, không có cái gì mình sợ, mất vợ là đồ bỏ, con mất kệ đồ bỏ, trong lòng nó hiện ra cái tư tưởng như đó. Tại sao mình nói mất thì tạo lại được, giờ mất vợ kiếm vợ khác, mất con chứng vợ xong nó đẻ nghĩ vậy, mất tiền làm tiền lại, mất thì thôi lo có mẹ gì, nó sanh ra cái tư tưởng nó bắt đầu mình định ổn này. Tại vì mình suy nghĩ nếu trời không cho mình lấy cũng vậy, không cho thôi bỏ đi, trời không cho cái này bỏ đi, mình lấy cái khác, bắt đầu tư tưởng này yên ổn lại. Tại vì mình như ví dụ mình nói vợ mình là số 1 thì trong thuyết số 1 nó nói không có cái gì hoàn hảo hết, vợ mình số 1 vẫn có người thứ hai hoàn hảo hơn thì sao chưa biết, đó là chuyện về tình cảm. Thứ hai con mẹ giờ bây giờ nó hư hay không hư, bây giờ mình miễn nó không hư là mình mừng rồi, nghèo kệ cha đó, con mày vui mừng rồi. Vợ mày bây giờ mày gây lộn có khi chưa chắc bỏ mày, về sau nó quay lại làm sao đó, còn mày tiến tới là hư hết. Những cái đó từ nó yên ổn là bình ổn, 10 năm sau nó mới lên lại. Dễ sợ chưa, là cái thần á, muốn sửa đổi thần 10 năm mới sửa được. Bây giờ hôm nay chị đang lo 10 năm sau, tôi nói cái hôm nay có 10 năm sau có tinh thần chị mới ổn. Chết rồi. Không biết, nhưng mà nếu mà chị cứ phấn đấu thì 10 năm sau chị mới ổn cái tinh thần, là tại càng già, tại càng già thông tin càng nhiều. Ví dụ trước tôi có mới thanh niên, tôi có một mình tôi thôi, xong có vợ thêm một cái lo, xong ba nó con thêm 3 cái lo là 5 cái lo, rồi bà già ông già 2 cái lo nữa, rồi bắt đầu con cháu của mấy đứa cơ bứa con rồi nó 36 là hàng chục cái lo tăng lên. Ở thằng em càng chết thì càng già càng nhiều cái lo đó tới. Dạ buông. Thì mới buông. Tại vì bây giờ mình biết nè, tức là mình giao quyền ở chỗ nó. Tức là mày tự lo mày, nó tao già tao không lo được. Tụi bay mọi cái gì tụi bay thắc mắc tụi bay lịch tự với bé nhau, đừng đẩy tao. Phải nguyên tắc nha, tao già tao làm mỗi, bây giờ sức tao kiệt rồi, bây giờ hồi trước tao có 1 tỷ, giờ tao còn có 1 triệu, nghe sao trước tụi bay được. Hôm qua con tôi lỡ tới tôi cũng nói, tao nói thẳng mày á, bây giờ nếu mà tao không làm ra tiền, mỗi tháng tụi bay mỗi đứa đưa tao ba đứa con, mỗi đứa 3 triệu tụi bay đưa nổi. Nó nổi 10 triệu đủ rồi, tao nói mày biết. Bây giờ giả sử tao đi thuê nhà đi, ăn uống với thuê nhà thôi 10 triệu một tháng. Một ngày tao ăn 300 một tháng 9 triệu, 19 triệu tụi bay nuôi nổi không? Thôi chứ dữ vậy. Thì đúng rồi, bình thường tao ăn cho đã mà. Vậy tao bay nuôi không nổi thì có phải tao bệnh không? Thế tao cần tao muốn ăn cái gì ngon không có tiền mua. Thấy không? Vậy thì đâu có được. Đó, thấy không? Nếu chị thấy rõ rồi ló ra đâu phải vì già chị là chị ít tiền thì sống đâu. Chị không có đủ tiền để chị chết. Thì bây giờ về già chị bây giờ khi mà trẻ chị có để dành tiền thì già chị xài một tháng chị lại dự kiến 1 tháng 30 triệu tao nói thiệt á. Sao cho đã 30 á, nếu mà nhà chị đi mướn, cái nhà của chị không tính, cái nhà chị đang ở của làm đi mướn như là 10 mấy triệu tháng như nữa. Chứ đừng, chị không có tính là chị chết. Cái nhà chị đã mua rồi nhưng mà chị cũng như đang đi mướn như nữa. 10 triệu một tháng đi. Chị ăn ngày 300, 9 triệu 19 rồi. Chưa kể tiền xe, tiền cổ nha. Về 1 tháng chị phải 20 triệu chứ. Bây giờ chị thấy 1 tháng mà chị không xài 20 triệu là chị thua rồi. Là chị lo. Thành ra đầu tiên á, về già kinh tế đủ chưa?
Thứ hai là con cháu mình nó có ổn định chưa, mình nó thiếu thốn là chết mẹ ngày nào thứ khóc lóc lóc là chết cha mà đó. Thì cái việc mình nè, con mình nè, cha mẹ ví dụ cha mẹ tôi mất là tôi đỡ lo đại. Chứ còn 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 sống là mệt lắm đó, là chạy lên xuống giờ lên xuống chết luôn, rồi bệnh hoạn đó đó mấy đó. Bây giờ chuyện phải coi xử lý cho đúng, đây là xử lý liền chứ đừng có để ngày mai. Ví dụ bây giờ mình cho cha mẹ mình có không có 500 cho 100 đi, phải cho con mà nhiều mình chút nó không được 10 chút một mỗi cái gì chứ cha mẹ cờ bạc sao phải. Ồ thôi kệ mẹ đó, kệ cha nó cho chết mẹ luôn. Hôm qua có bà cũng vậy, tôi chữa bà hết bệnh rồi. Cái bà nói à, cái bà hết bệnh nha, bà mất ngủ, bà đi chăm sóc thằng em bà. Bây giờ bệnh lại, thân bà chưa lo sao bà đi lo thằng em bà bỏ mẹ kệ cha nó đi. Bỏ đi bà mới khỏe chứ bà giờ bị bao ôm trọn vậy. Cái bà là đi nuôi bệnh về bà mệt thêm. Đó đó bà đó, bà mới tham trên mạng với tôi. Tập bao nhiêu cũng tốt. Tập 6 tháng hết bệnh mẹ ngủ được. Bây giờ qua chăm sóc qua cái người trong gia đình nó bị bệnh vậy á. Rồi có lo có rồi bệnh lại, rồi tôi nói thôi chị bỏ mẹ đi. Vậy. Cái thân chị chưa xong. Bây giờ chị vác thêm cái thân á, bây giờ chị ổn định thành ra cũng mình bây giờ già mày lo cái thân mày đi. Bây giờ tự lo con mày làm cái gì đó. Chị cha nó. Cũng giống như mày hồi mày lọc thân vậy ha. Nhưng mà nó lo con mày, mày hiểu nó cũng tự lớn lên được chứ gì mà cứ bao trùm hết vậy. Chị cha nó đi, mày lo thân mày trước đi. Việt Nam mày ngay lo. Đó là lo. Chỉ có mình khuyên nó là giờ mày ráng vượt qua đi chứ. Bởi vì những cái lo đó là gây bệnh đó. Gây bệnh. Bây giờ chị cứ tưởng tượng mai chị chết là lo cái gì. Tao nói không có phải là bệnh chết, xe đụng chết nè, tao nói thẳng luôn á. Mày lo cái gì? Suy nghĩ vậy đi, lại thắt cái đầu nó yên ổn lại liền. Tại vì khi lo quá xe đụng chị còn không biết nó sẽ phải lo có lủi mày mày chết rồi. Cái lo nó đến là mình không biết xung quanh mình đi xe nó lủi mình chết rồi. Bây giờ bỏ cái đó cho nó thoải mái đi. Bây giờ dạ, bởi vì trong khi công nó nói nửa cuộc đời lo kiếm tiền, nửa cuộc đời lo sức khỏe. Dẹp hết cái tiền bạc đi. Những cái tuổi trẻ mày lo gì mày dẹp hết, già mày lo cái thân mày thôi, lo cái thân mày này cục thịt này cho nó sống đàng hoàng cho nó sướng đi. Nó khổ bốn nửa cuộc đời mày bây giờ cho nó hưởng đi. Bây giờ hành nó hoài phải lo làm cày kiếm tiền. Bây giờ cái già cái thân này nó kiếm ra tiền, cái thân này mày lo nó bao nhiêu, bây giờ nó kiếm mày 1 tỷ mày cho nó nhiêu, 1 triệu không cho xu nào chết mẹ rồi. Mày kiếm được nó tạo cho mày 1 tỷ mày cho nó bao nhiêu, 10% mày cũng cho nó không cho mày chơi ác. Mày là bất hiếu bất trung bất nghĩa, tức là bất nghĩa với thân xác là nó giết mày là mình chết. Mình không lo thân xác mình nó nhân gây quả. Bởi vì trong cái đạo Phật hay nói nhân quả là vậy. Cái nhân gây ra cái hậu quả. Là mày không lo thân mày thì thân mày nó giờ hành mày là bệnh hoạn hành mày. Bây giờ mày lo cái thân đàng hoàng nó hết hành. Mà muốn cho cái thân này nó không có hành là cái tiền hồi trẻ mình kiếm để lo thân. Bây giờ mày lo đức và lo mình là hết liền. Thành ra nhiều người về già mấy thằng giàu thấy không? Nó lo chuyện đức không? Tiền bây giờ nó tỷ rồi, tao hỏi chị một ngày thì xài làm 300 ngàn chết cha rồi, làm gì tới một ngày xài 1 tỷ được. Mẹ có 300 ngàn ăn mà không có đủ, ăn chết mẹ lòi, cống hận ra luôn, làm gì. Mà kiếm 1 tỷ một tháng làm bố gì. Bây giờ 1 tỷ thôi, bây giờ thì giảm bớt đi mà lo thân mày rồi cho người ta bớt, cho con cho cái cho gì đó. Mỗi người chi. Thì mới yên cái tâm được. Tại nghĩ mất, cho là mất. Trong lòng mất của mình cái tiếc. Cho là không lấy, không đòi nữa. Đừng nghĩ trả ơn. Cho nó là không có đòi, không có chiếm giá gì nữa. Chữ cho là không có đòi lại. Cứ giống như mình nuôi con mình không có đòi lại. Thì mình coi thiên hạ như con mình hết là chị khỏe liền. Còn mình nhiều người không bỏ được cái đám lo khó lắm. Tôi quen mấy người giàu khó lắm, như cái ông mà bên chủ tịch hội Mỹ. Bây giờ một tháng 1000 tỷ, bây giờ bớt 1 tỷ cũng chịu không được. Bây giờ ông có theo ý tôi là trong 10 năm nay ông sang hết cái hội Mỹ cho người khác. Mà sang được trong lúc sang vẫn còn lo 5 năm. Tại cái thằng sang nó bắt buộc mày phải còn có chân này, nếu mà doanh thu xuống tao ấy không đưa tiền cho mày vẫn còn lo. Thì 5 năm ông làm cái hợp đồng giao cho nó cho 5 năm xong thì 5 năm nó vẫn còn trách nhiệm lo tới mẹ luôn. Mà trong năm nó lo không xong thì năm thứ năm nó không đưa tiền. Mình thấy nước ngoài nó khôn lắm, dù nó mua cái một cái thương hiệu của chị á, nó không trả tiền liền đâu. Ngoài thì ngồi đó, tức là khi mình 5 năm sau là nó lấy đi vốn rồi nó mới đưa tiền. Khuyên lắm chứ không phải chị bán được tiền đâu. Ví dụ cái dự án chị 5 tỷ
trong 5 năm nó kiếm được 5 tỷ là mình tự kiếm cho nó rồi đó, rồi nó đủ mình ra lấy thù cũng khôn chết mẹ mới đồng tưởng là lời. Ví dụ chị ta làm cái cân ơi thì tưởng là bá được 5 tỷ xài không có đâu, là nó bắt mình cày cho nó bằng cái vốn mình, rồi là cái 5 tỷ là của mày làm ra không phải tao, rồi tao lấy khôn, tức là nó không có lỗ. Cái thằng nước ngoài cái đầu nó ghê lắm, bắt đầu tính là trời ơi, bằng cái tiền mình làm rồi. Ví dụ giờ